ra thì tí nó rớt. Nó hỏi tầng rời là mà anh thấy nó bị nứt cái cuốn này không? Dạ. Nè, Dạ. 3 số 15 cộng với canxi vô cho em. Dạ. Là ok ha, nè, nó nứt cuốn nè, rách cuốn mà trên anh hay bị lắm. Dạ. Trên anh hay bị nứt cuốn gì lắm. Dạ. Em đi nhiều là bị hoài luôn, là cứ 7 số 15. cứ 3 số 15 cộng với canxi. Dạ. Tỷ lệ 5 5 nha. Dạ. 211 ơi quên lộn, 11 đó, một cái này cái kia. Dạ. Thì cây này là 1 ký. Là lắm ha. Bây giờ là 3 số 15 với canxi là 3 số 15 em đi bón hết đi luôn. bón cho em hết trơn tất cả. Dạ. Là ok. Trừ mấy thằng Thái ra thôi nha, Dạ. trừ mấy ri thôi, lộn lộn trừ mấy ri ra thôi, Dạ. mấy ri hai mấy ri bán bóng đi tại nó hai cổ Dạ. rồi đó ha. Nó cuốn nãy em mới thấy nè, Dạ. nó cuốn sâu dập sáp thì không thấy Dạ. ha. Rồi như nãy em chỉ phân bón là ok rồi, Dạ. Giờ em cho vô 3 số 15 hết ba hay số 15 hết cho trơn cho em đi nha. Dạ. Trái là 3 số 15 hết trơn, thấy thường hai cổ ha, này hai cổ nè đó, cũng chịu buộc quá ha, đỡ hơn chú ba. Chứ không là rớt hết xuống đất luôn á. Đúng rồi. Đây là các bạn, nó bị như nè. Cây này hiện tại còn đang nhiêu trái anh Nguyên? Cây này anh, cây này chắc cỡ 50 anh. Bốn mấy 50 ạ. 50 mà dạng lá gì là ngon rồi, ok rồi. Dạ. Là chưa có dùng miếng phân nào 7K nào hết. Dạ chưa. Thì có bữa giờ là đang đang tưới 860. 860, đang tưới 860. Dạ. Đi, em đi vài cây nữa đi. À, nay Thái ở Đắk Lắk. Thái đi Đắk Lắk. Không ta. Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột cũng có sầu riêng rất là đẹp các bạn. Cái này là Thái luôn nè. Ôi, cái này nó nhiêu trái đây? Cái này chắc cỡ 5-60 gì đó. Thì cây mình kiếm 2 tạ là được rồi đúng không? Hả? Nói chung là tại vì chưa đếm. Chưa đếm. Con nghĩ là cũng sáu mấy trái nha. Dạ. Cây này sáu mấy trái ra chứ không ít đâu. Đúng rồi, không ít đâu. Nè, buộc cái nhánh lại giùm em nữa nè, nha. Dạ. Cái nhánh này nó quặn á thì thường thường nó sẽ bị giòn ở trong cái khớp này nè, dạ. là nó rụng ngủ quá nha. À, mình em ưu tiên là mấy cái nhánh dài quá mình buộc hai khớp, còn mình làm cái cây ở đây cho em cái. Dạ. Rồi trái này không rụng nữa, trái dạ. cú à, nhưng mà vô phân đi như nãy em chỉ cho, nhắc không nhớ không nhớ dạ, không nhớ 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 rồi ha. Canxi là vô luôn ha, cây này ví dụ mà cây này 70 trái 1 ký luôn cho em. Vậy là mình mua cái bao phân canxi á hả? Canxi của Yara luôn. Canxi ở đây có gian canxi Yara hoặc canxi Gatsoni đều được ha. Ở đây không có Gatsoni. Gatsoni không có, nó khổ Yara vậy. Thôi. Em đi hỏi Gatsoni bữa lúc anh nói nè. Gatsoni thì nó rẻ hơn được 100.000 bao. Vậy hả? Ờ. Đang được 100.000 bao, con ưu tiên con dưới à, con dưới là con bán Gatsoni rồi. Yara là đỉnh nhất thế giới. Ha, Yara công nghệ làm canxi của Yara là đỉnh nhất thế giới. Nhưng mà Gatsoni xài là ngon rồi. Canxi là xài đỡ được 100.000 bao 25 kg xài được đỡ được 4.000 lận. Còn Yara thì chắc khoảng 400 mấy ngàn bao đây đúng không? Đâu? Yara là canxi á, ý con nói canxi canxi là 400 mấy ngàn bao, còn 3 số 15 chắc phải tầm 600 quá ha. Vậy là coi như bao này bao kia 600, 600 mấy nó tùy thời giá. Ôi dồi ôi, với em có bán có 500 mấy ngàn mà. Dạ. 500 mấy ngàn bao. Với em bán rẻ lắm. Rồi kêu lái bán đi ha. Ri này thì 2-3 cổ luôn nè, trời ơi trời. Tôi nói với mấy bạn là tới bây giờ là chưa có miếng nào BK nào hết, mà trái nó vẫn bự, bó tay thiệt chứ. Không hiểu nổi, anh tưới cái liều 860 của em là 1 lít bao nhiêu lít nước vậy? 500. Một thùng là ngàn là 2K là 2 lít á. 2 lít, à cô cũng tưới luôn ha, cô cũng tưới mẹ ha, cô tưới rành. Á. À vậy hả? Con á. Hay quá mẹ trời tôi. Trời. Trời ơi. Đó, ok. À, hai cổ luôn trời, hai cổ nhìn rõ rệt luôn. Trái vẫn tốt ha, buộc nhánh đi em, như nãy em nói ha, buộc nhánh đi. Buộc nhánh đi, nó bự rồi, bắt đầu tốc độ rồi. Anh đóng vô một anh đóng vô một cửa phân như nãy em nói là nó sẽ lớn rất là nhanh. Dạ. Lớn nhanh cực kỳ luôn. Nó tròn. Mà thật ra ha, mấy này có tròn trái thì tốt lắm. Mấy này có tròn trái thì tốt hơn. Cái cây này có chiếc tim nè. Dạ dạ con biết rồi, cây này là 70 ngày rồi. Mà gai nó cũng đẹp nữa. Đất trên đây tốt, thật sự luôn. Cái này tốt, cực kỳ tốt. Nguyên này với mình là của mình không hả ta? Dạ, của mình hết. Đây nè, trái này, trái ri nè. Hồi năm trước ri thu được nhiêu anh? Hồi năm trước 55 hả mẹ? 50. 50, 55. Năm nay giá nó cũng vậy. Năm nay giá tầm đó luôn. Năm ngoái Thái 83 hả cô? Năm ngoái mình được hơn mấy ông ba giá. Lúc đó mình 83 bên ông ba nãy, ông bán 7. 7 mấy á? Là trái hơi dài đúng không? Như nãy chú ba nói là năm ngoái của ông bị xấu hơn. À chốt trước à. Chốt trước. Đó, ok quá, trái này đẹp quá. Trời ơi, nè. Đẹp ghê. Em thích cái cây hột này nè. Mấy hột này bao lâu cắt cho ta? Cái này anh
cái hột nè. Cái đó rụng ăn chứ không cắt. Rụng ăn chứ không cắt. À. Nhà mình hả? Em mình thích cái thái mà nó ra được chùm chùm như vậy là thôi mê ly luôn. Ông ơi, trời ơi, mỗi cái mỗi giống ông ơi. Thái mà nó ra được mình như thế này thì thôi chắc nó rẻ rề. Mà anh nhìn thấy cái trái nó đẹp ha. À đúng, đúng cái trái này. Thôi 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 con cảm ơn. Chắc bữa đó con lên. Ủa, trái đẹp lắm anh. À đây là trái này là trái gì? Trái này là ghép. Nó kêu là bông vụ. Bông vụ. Nguyên này là với bánh tre nè. Bông vụ là ý nghĩa sao trời? Ý nghĩa là cái đít nó như cái bông vụ nè. À à à. Chứ cái giống này là không biết luôn. Dạ, giống cái giống này là không biết. Hồi xưa giờ. Không biết, không biết. Mấy chục năm rồi mà. À à. Không, cái này thì ăn ngon rồi. Dạ, ngon lắm anh. Cái trái nó ra nó một cái trái nó phải 3-4 kg là bình thường. Nó ngon hơn thái luôn. Ngon thái, em thích ăn thái vậy thích ở trên này nhà em chỉ thích ăn cái này thôi. Cái này cơm nó nhiều không? Nhiều. Cái hột nó bự không? Hột nó bự nhưng mà cái cơm muối nó cỡ này nè anh, muối như con heo vậy á. Mấy người mà ăn sầu riêng ngày là hỏi hoài luôn á. Không lẽ đặt ở nhà đây. đất đỏ bà vàng tốt quá, đất đỏ đây tốt quá. Trời ơi cây nhỏ xíu này cũng có để trái nữa nè. Rồi như hồi nãy em nói ha, là 3 số 15 ha, xong phải có một cửa 20-10 nha. Cái găng này chạy, cái găng gai nó chạy gai rất là tốt luôn nè. Phải có một cửa 20-10 em. Rồi sau mà chầm 8-90 ngày là giống trái lên được rồi. Giống trường hao rồi em ha. Nhớ nha, giống trường hao em, 90 ngày vẫn còn lớn đó, giống trường hao giùm em chút xíu. Mà cái trái này không có thể để mà nó lót ổ hoài được đâu. Ừ, đừng để cho lót ổ. Uổng lắm. Mình lót bữa giờ cũng có chục trái rồi đúng không? Một sân kinh nè. Dạ đúng rồi, canxi là trộn vô chung vô luôn. Canxi trộn chung vô giùm con luôn. Dạ đi rải liền đi ha. Đi rải sau 2 ngày nữa là rải liền đi. Đừng có để. Đây nè, nó cũng ngừa nè. Trời ơi, cây này cổ thụ luôn nè trời. Đó, bông vụ. Quá trời, cây này nhiêu năm anh? Mười mấy, 20 năm ha? Cây này 30 năm rồi. Chúa ơi, 30 năm rồi đó hả? Hồi xưa đến giờ luôn á. Đây nè. Anh nhìn cái tay nó, thân nó bự rồi biết. Ồ, cái thân này một cái ôm tay của em á. Trái này các bạn. Đào. Cũng tưới 8-60 cho nó luôn hả? Dạ, 8-60. Cũng chưa có NPK luôn? Chưa luôn. Trời đất ơi, trời không có cây nào có NPK chi. Cái trái kia nó rụng xuống, em cắt ra cái cơm dày lắm. Vậy ha? Dạ, đẹp, cơm dày. Cái mấy cái trái ri, trái thái mà cái trái bự của em bị gãy cành á, cắt ra cái cơm dày đẹp lắm. Em à, nó dày nó mới nặng ký. Dạ. Thường nó dày nó mới nặng ký được. Rồi. Ok, đảo một vòng được rồi. Trời ơi, ri nè, coi các bạn, có 2-3 cổ nè. Cây nhỏ như thế này nè, đó, 3 cổ luôn. Mà tới giờ cũng chưa có trái nó bự như thế này đâu mà chưa có miếng NPK nào cũng lại luôn thiệt chứ. Anh đưa cho con cái trái nó nhỏ như thế này nè, anh đưa cho con trái nhỏ này nè, thôi khoan nha. Chứ nếu mà em biết mà có mày, bởi em nói là anh chụp hình cho em coi á, là anh chụp hình cho em coi là tất cả cái lậu trái trong trong vườn là vậy đó. Có trái mà được cái là em tâm đắc cái vườn cái hàng buồn đen này nè. Đó. Ha, hai mấy năm rồi, nó trắng gió như thế mà gió nó còn thổi nữa. Gió dữ lắm. Chú ba cũng bên kia cũng có. Là muộn chưa cắt đầu, bên em là cắt cái đầu rồi để cho nó dày lên lại á. À, cho nó che bớt gió nữa đúng không? Nó ở dưới lên nè. Hay quá. Trời ơi, cây thái nè, bới nè, hay phá cây thái nè. Kinh không? Mà chú ba nãy nó còn nhiều trái hơn nữa. Trời ơi. Ở đây nó lép bên là do gió thổi đúng không? Gió đó anh. Trời ơi. Trái này là hết rồi, đó. Chỉ sâu nắm này kia thôi nha. Cái trái nhìn thấy thương ghê. Trời ơi, đã ghê trời. Bởi nói chung là đặc sản ở ngoài Tây Nguyên là người ta có một nguyên quả vàng trái như thế này nè. Dưới em ít lắm. Chứ em mà trái nó nằm ở trong lùm không à. Còn đặc sản Tây Nguyên nó cứ dài dài vậy nè. Hay thiệt. Rồi. Nói chung là hay. Chưa có miếng NPK nào là hay lắm à. Chưa có NPK. Cũng đỡ tốn tiền dữ ha. Không, cũng tốn dữ á. Không, NPK tốn mới dữ. Yeah. NPK tốn mới dữ. NPK chưa đâu. Vài bữa đòi rồi NPK. Hữu cơ đã chưa? Thì chưa. Thái nè, thái cho con cây 3 cái hữu cơ đi ha. Hữu cơ, rải liền đi. À được rồi. Yeah. Ok, rải.